thứ sáu tuần ba phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: thật, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn, và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Người giảng dạy những điều này tại hội đường Ca Phát Na Âm. Suy niệm: thịt máu Chúa trên thập giá, tan nát, bầm dập, thân xác chết treo, máu đổ ra hết do tội ác và hận thù. Thịt máu Chúa nơi bàn tay linh mục, lễ tế hòa giải và tha thứ, tấm bánh yêu thương và hiệp thông, do tình yêu và hy sinh. Chúa Giêsu mời gọi con người đón nhận thịt máu Chúa, để được sống với Chúa, nhờ Chúa, như Chúa. Đó là chết cho tội lỗi hận thù và sống cho tình yêu hy sinh. Mỗi người trong gia đình Kitô hữu không sống cho riêng mình, nhưng sống với mọi người và cho mọi người. Lạy Chúa Giêsu Thánh Hệ, chúng con cảm tạ Chúa đã nuôi sống gia đình chúng con bằng sự sống và tình thương của Chúa. Xin cho chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con.